Vòng 2 cuộc thi Nam Thần Liên Quân mùa 4 chính thức bắt đầu. Các bạn hãy bình chọn 2 trong 24 vị tướng nam đã qua vòng 1. Sau 4 ngày 12 vị tướng có lượt chọn cao nhất sẽ vào vòng 3. Chỉ bình chọn tối đa 2 vị tướng khác nhau thôi nhé. Và sau đây là 24 vị tướng tham gia vòng 2 của cuộc thi. Người mang cho em tổn thương không.